cầu chứ chị. Cái nhà lúa nó chạy đụng cái anh thả lưới thì nó xuồng mất tiêu ông luôn, qua nay mọi chưa được 6 giờ 5 giờ. Có khi nào ông về nhậu không? Có giờ hôm qua hả? Dạ, ông chơi chốc tiệm nhiều xưa. Chiếc ghe lúa mà chạy gì mà tông vô luôn hả? Không, ông về làm gì? Lên mà ông cũng như là ông cái ông chủ ghe ông nói tại vì ông mé rồi mà gần tới cái bắt đầu ông bơi xiết qua rằng ông tạo ngủ lưới ông á. Ta đi dò chơi với anh em. Như là nó đi thả lưới. Cái anh này tên gì, nhiêu tuổi cô? Em 33 tuổi, đang đi thả lưới xong nè. Ờ rồi anh bị cái xe, anh bị cái ghe. Ghe tải, ghe lúa hả? Xà lan á ở dưới. Trời. Rồi như nó thả nó phăng lưới lên xuồng nè. Dạ. Rồi kiểu thì xà lan thì chưa có lúa. Dạ. Rồi thành thử ra chắc ở dưới xà lan giờ cũng thấy nó bị rồi nhỏ con nữa. Rồi tung vô cái vỏ luôn, cái vỏ quay vòng vòng. Hôm là tới khuya luôn á. Công an quá trời đông nặng luôn. Ngay chỗ bến đỏ. Hôm đông y đang vậy đó. Tất được cái hũ điện thoại nó bỏ trong đó đó, bỏ trong cái keo á. Dạ. Với tiền. Trời. Mà không biết là bao nhiêu là vì sao lại nghe cái keo đó nó bị nứt hay gì không biết thì vô nước nữa. Quánh chào cô chú anh chị các bạn. Thì nơi đây thuộc xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, giáp ganh với xã Hòa Bình, Tâm Nông, Đồng Tháp. Xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm. Anh Tiền 33 tuổi. Anh mưu sinh bằng nghề dân thả lưới trên sông. Không may anh gặp tai nạn là chiếc ghe mua lúa chạy không thấy anh, rồi va chạm. Hiện nay thì anh Tiền đang mất tích cô chú ơi. Câu chuyện rất là thương tâm, gia đình của anh thì thuộc diện khó khăn nữa. Thì phía cơ quan công an đang và người nhà đang nỗ lực tìm kiếm anh Tiền. Anh gặp tai nạn thì buổi chiều hôm qua, ngày 28 tây, lúc 5 giờ chiều. Câu chuyện thương tâm, ghe lúa tông dưới chiếc xuồng. Giờ bà con đứng coi quá trời luôn. Xuồng đi kiếm luôn. Ở phía bên sông cả nhà. Ở đây thuộc xã Hòa Bình, huyện Tâm Nông. Cái gì mà anh ta chạy xuồng treo cờ với chị? Cái nhà lúa nó chạy đụng cái anh thả lưới. Thì nó xuồng mất tiêu ông luôn, qua nay mọi chưa được. Chắc mấy giờ? 6 giờ, 5 giờ. Có khi nào ông về nhậu không? Có giờ hôm qua hả? Dạ, ông chơi chốc tiệm nhiều xưa. 6 ngàn đó cô. Chiếc ghe lúa mà chạy gì mà tông vô luôn hả? Ghe không. Ông ghe làm gì? Ghe lên mà ông cũng như là ông chủ ghe ông nói tại ổng mé rồi mà gần tới cái bắt đầu ông bơi xiết qua rằng ông tại ngủ lưới ổng á. Cô Hai ơi, con nghe cái vụ tai nạn thương tâm đó là ở đâu vậy cô Hai? Tại ngoài sông rồi bến đò nè. À. Là cái vụ tai nạn sao vậy cô Hai? Nó đi thả lưới. Gia đình cũng đi thả lưới, còn ở trên đồng thì theo lục bình, theo kinh nhỏ nè, thì nó đi bắt ốc. Cái anh này tên gì, nhiêu tuổi cô? Tiền 33 tuổi. Anh Tiền 33 tuổi là ảnh đi giăng lưới hả? Đi thả lưới xong nè. Rồi ảnh bị ghe lúa hả? Xà lan á, ở dưới. Trời. Rồi như nó thả nó phăng lưới lên xuồng nè. Dạ. Rồi kiểu thì xà lan thì chưa có lúa. Dạ. Rồi thành thử ra chắc ở dưới xà lan giờ cũng thấy nó bị rồi nhỏ con nữa. Rồi tung vô cái vỏ luôn, cái vỏ quay vòng vòng. Quay vòng vòng chắc nó té dưới sông đó. Rồi cái vụ này là lúc mấy giờ vậy cô? 5 giờ mấy? 5 giờ mấy giờ? Xuống đây là sao? 5 giờ mấy hôm qua ha? Ừ, 5 giờ mấy hôm qua. Là cho đến nay là chưa tìm được anh Tiền luôn? Hôm là tới khuya luôn á, vẫn còn đi mò hoài vậy đó. Là người nhà đang đi tìm kiếm đó ha? Cô lên đây chút con lại. Bướm máy lặn á. À, bướm máy lặn. Dạ. Nhiều quá đó mà công an giao thông tìm chưa được hết không? Chưa, hôm hôm tôi còn đặt đường hết rồi á. Lúc nãy con đi qua đò thì công an quá trời đông nặng luôn. Ngay chỗ bến đỏ. Hôm đông đi ra vậy đó.
Ở đây là địa chỉ kêu ở đâu vậy cô hai? Này là Vĩnh Châu. Xã Vĩnh Châu B. Này là Tiến Nhân Cư. Tiến Nhân Cư. Là bên đây cái ganh nó giáp ganh bên Long An và Đồng Tháp. Bên kia Đồng Tháp, bên sông bển là Đồng Tháp, đây Long An. Bên kia là xã Hòa Bình. Xã Hòa Bình. Dạ. Nhà của anh này gần đây không? Nhà ai? Anh Tiền gặp nạn nè. Nó ở trên biên, nó xuống đây. Như là xuống đây lập nghiệp đó. Mà giờ không có chỗ cất nhà, cất cửa gì trơn á, mà ở dưới ghe. Táp tôi có dưới ghe đó. Ở cuộc sống là sinh hoạt này kia là cũng dưới ghe nha. Mình lúa, còn ấy thì đi cắt lục bình, đi bắt ốc, đi làm cá đó. Dạ. Đi thả lưới, bắt cá rồi. Anh Tiền này, ảnh có vợ, có con chưa? Còn thanh niên. Còn thanh niên nha. Đi tập nguyền đó, nửa chiếu con à. Dạ. Cũng như là đi mưu sinh, đi văn lứ nữa ha. Thì đó. Bây giờ chú thấy ở thôn quê này á, chỉ nếu không có đất ruộng á, thì phải đi làm mướn. Dạ. Làm mướn đựng là xanh nhai mỗi ngày chứ lấy gì đâu mà. Ảnh sống một mình hay với ai vậy con? Cha mẹ. Vậy hả? Cha mẹ anh lớn tuổi chưa? Ở dưới ghe, còn em, chị gì, có vợ, có chồng, chứ còn mấy đứa đi làm công ty á. Dạ. Bữa nay về nó không biết tới chưa. Dạ. Còn ở dưới ghe là ảnh sống chung với cha mẹ luôn á. Chung luôn. Rồi ảnh bị vậy rồi cha mẹ anh sao? Bà xỉu không hôm giờ? Không, bà có đi chung không á? Không. Nó đi có mình nó hả? Dạ, đi thả riêng. Tại sông này nè. Là lúc 5 giờ chiều hôm qua là ai là người phát hiện vậy cô? Cái vợ của từ sở đưa đồ qua đây, đưa qua đưa lại đó. Dạ. Bà chứng kiến là bà đó đó. Bà vớt được cái hũ điện thoại nó bỏ trong đó đó, bỏ trong cái keo á. Dạ. Với tiền. Dạ. Mà không biết là bao nhiêu là vì sao lại nghe hô cái keo đó nó bị nứt hay gì không biết thì vô nước nữa. Cái lúc mà 5 giờ chiều á thì con thấy cũng còn sáng ha. Đó, còn sáng. Là lúc đó là mới la lên hay sao? La lên. Đằng này thấy là nó dâm xuống sông đó. Dạ. Rồi chìm hết trơn rồi. Dạ. Rồi không có thấy nó lội lên nữa, rồi đó rồi la tá quạ lên là bắt đầu là mới kêu mà tự cái ghe nó ghé vô luôn nha. Đụng rồi ghé vô luôn chứ không có chạy bỏ nha. Dạ. Ừ. Khi mà phát hiện rồi đó ha. Ừ. Dạ. Thì hiện nay là cái xà lan nó vẫn còn đậu trên sông. Vẫn còn mà qua bên đây đậu nè. Dạ dạ. Qua bên đây. Nó gọi là cái ghe hả cô? Cái ghe mua lúa hay gì? Xà lan mua lúa hay gì? À, đấy. Nếu mà vậy là gọi là cái ghe mua lúa. Ghe mua lúa không phải xà lan đâu. Mà còn sắt. Theo như cô biết thì cái ghe nó chạy tốc độ nhanh không cô? Bây giờ hồi đó cô cũng có hỏi. À dạ. Bây giờ muốn chính xác hỏi ngay người đưa đò nè, đưa qua đưa lại nè. Bởi vì nó đưa đó nó biết. Dạ. Thì anh bị tai nạn hôm qua tầm 5 giờ chiều. Là hôm qua là ngày 23 tây, 23 mình á. 23 âm lịch tây. Hôm qua mấy tây Cường? Không biết luôn. Dạ. Tây, nếu mà tây là nó có 20. Chị của nó có chồng ở bên Campuchia. Dạ. Là hôm nó về nó báo mộng đó, là nó nói là nó bị tai nạn. Dạ. Bây giờ nó chết rồi. Dạ. Trời. Nó nói vậy đó. Nói là giờ nó chết rồi mà giờ chưa có lấy xác nó được đó. Trời, là mới hay tin đi về đúng không? Là mới hôm này nè. Là nó chết chưa dớt được mà đi về trên biên đến báo mộng rồi đó. Dạ. Ừ. Báo cho những người nào mà người thân của nó đó, anh em. À, anh em của nó cũng báo được. Như hợp. Nãy giờ xà lan chở cát ở dưới này chạy lên phải không? Dạ. Là ngưng lại hết, không có tấp vô bờ hết, không có cho chạy như ruộng nước nè. À. Thì sợ cái xác trôi đi nữa. Tôi đó lần thấy lục bình rất là nhiều luôn, sợ lắm, nó trôi vô lục bình rồi nó nổi lên còn không nổi lên sợ gài lục bình luôn á chứ. À, tìm được luôn. Như cô thì ở gần đây á thì nhà thì cái gia đình của anh Tiền này chuyển về đây bao lâu rồi cô? 3 năm mấy 4 năm gì rồi. Dạ, nhưng mà sống ở dưới ghe. Sống dưới ghe cũng đi bằng thuê bằng mướn vậy đó. Dạ. Với cô cho hỏi cái sự việc mà công an đã vớt được cái điện thoại của anh Tiền á cô. Không thấy công an vớt. Chủ đò vớt. Vớt rồi mới đưa lại công an. Tự giận nó chết. Thao giang. Nó than á. Nó buồn quá à, chắc tự giận chắc. Tại sao lại suy nghĩ vậy luôn? Cũng như là nó uống rượu rồi cha nó khó. Nhưng mà chưa có ấy chưa là gặp tai nạn luôn.
chưa tới chuyện đó là tới chuyện này rồi. Dạ. tự nó thì chiếc ghe đó là sống ba thành viên ha, anh Tiền với cha mẹ của anh. Giờ thì hình như là còn mấy đứa em nhỏ nữa. Trời ơi, cái ghe bự không mà. Thằng Tiền đó rồi còn mấy đứa em nhỏ nữa, còn tớp kia thì có vợ có chồng, rồi có mấy đứa đi làm công ty ở trên Bình Dương rồi nữa. Dạ dạ. Tám người con mà. Dạ.